Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thứ sáu mọi người, Tony vừa đi công tác về luôn. Tuần này thì Tony đi Hà Lan, vừa đi về lúc khoảng 11 giờ lành. Tại vì hôm nay là sale đó mọi người, ngày thứ sáu sale đó, cho nên là Tony sẽ chở mình đi vô trung tâm. Tony tìm một cái quán nào đó ngồi uống cà phê và làm việc ở trong quán, còn mình thì sẽ đi shopping mọi người. Tại vì buổi chiều Tony cũng có hẹn với nha sĩ là đi gặp nha sĩ lúc 3 giờ đó, cho nên là bây giờ mình đi vô đó mình ăn trưa uống cà phê xong rồi mình đi mua sắm, rồi ảnh sẽ làm việc ở trong đó. Xin chào câu chịu. Đã đến cái quán rồi nè mọi người. Đây là giống như một cái nhà hàng. Tony không có bao giờ mà thích đi quán cà phê hết đó, tại vì ảnh không có thích uống cà phê. Ảnh muốn ngồi trong đây rồi gọi đồ ăn với lại một chút nữa ảnh uống bia. Cái quán này rất là rộng luôn. Đây chỉ là một khu thôi đó. Ở trên đây tường người ta dán đá, dán gạch men cũng rất là đẹp nè mọi người. Lúc nào cũng là trà nha mọi người. Tại vì mùa lạnh đó cho nên mình đi lúc nào mình cũng uống trà hết. Đây, Tony chuẩn bị làm việc nè, ảnh đang đi gọi đồ ăn. Lúc nãy mình thấy ở trong cái menu để là món ăn truyền thống của người Liverpool. Mình chưa có ăn bao giờ mọi người, nhìn giống cái món súp gì mà sền sệt đó ha. Đây là có khoai tây, thịt bò với cà rốt, ăn cùng với bánh mì nè. Mình sẽ ăn thử chứ mình chưa có ăn bao giờ. Ok honey, eat honey. Good. Quá đẹp. Quá đẹp. Cô không biết. Tôi đi làm việc ở trong kia nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi shopping. Thứ sáu hôm nay rất là đông luôn các bạn. Mọi người ai cũng đi shopping để săn hàng sale hết nè. Quá trời đông luôn. Tổng thiệt hại là hết 4 đôi giày mọi người ơi. Mới vừa đi có một shop thôi là mua được 2 cái đôi giày cho Kim và 2 đôi giày cho Chi Chi. Sau 3 tiếng đồng hồ đi dạo shopping mọi người, bây giờ đã tối thui luôn rồi. Đi chỉ có 3-4 cửa hàng thôi đó mà hết mấy tiếng, tại vì rất là đông luôn. Lúc mà mình tính tiền đó là đứng đợi rất là lâu mọi người. Kim hẹn anh Tony là 4 giờ 15 đứng đây, nhưng mà bây giờ chỉ mới có 4 giờ thôi. Tại vì mua xong sớm á, cho nên là đến chỗ này đợi chỗ mà bãi gửi xe nè. Đợi ảnh, tại vì ảnh có hẹn với nha sĩ là lúc 3 giờ. Mà chắc là bây giờ làm chưa có xong cho nên ảnh chưa có ra. Đứng đây đợi thêm 10 phút nữa mọi người. Bây giờ đã tới trường để đón Chi Chi nè mọi người ơi. Để xem sau một tuần Chi không gặp ba, Chi sẽ chạy lại ba hay chạy lại mẹ nha cô chú. Thường thường là Chi lúc nào cũng chạy lại mẹ hết á. Để xem hôm nay Chi chạy lại ba hay chạy lại mẹ. Ôi!
Ai là Phong Kim ơi. Ủa, chị không nhớ ba hả? Sao vậy? Ba đi cả tuần rồi mà không nhớ hả? Ôi, ok. Chị không nhớ ba hả? Trời ơi trời, cả tuần rồi mà không nhớ. Ba buồn kìa. Ba có quà cho chị á. Chị không lại ôm ba, ba có quà cho chị. I have cheese and Facebook. Bữa nay đi về tối cho nên là không có nấu ăn, mọi người sẽ mua ăn khoai tây chiên với cá. Ơi. Do you have money in there? Yeah. Chi chi thì có xúc xích với khoai tây chiên. Tony thì có xúc xích với khoai tây chiên với cà ri với cơm. Ăn cà ri. Cà ri. Công nhận ở bên đây làm cái món ngộ cà ri. Cà ri giống như cái nước cà ri vậy đó, chế vô cơm ăn với lại khoai tây chiên. Hồi đó giờ mình mới thấy là ăn khoai tây chiên mà ăn với cà ri đó mọi người. Cái món cá cá chiên với lại khoai tây chiên này là nổi tiếng ở Anh nè. Gọi là cái món này gọi là fish and chip đó mọi người. Con muốn ăn cá hả? Ok. Ngon không chị? Ngon không? Tony ăn, Tony coi đá banh cho nên là không có ngồi phòng ăn mọi người, mà ngồi phòng khách ăn luôn. Ngồi phòng khách vừa ăn vừa xem đá banh. Cá rất là tươi, rất là ngon nè. Rất là giòn, cái vỏ bánh rất là giòn. Quá thơm đi. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.